Thịt nó dẻ mà nó ngọt. Dẻ nhưng mà mềm các bạn. Đó. Cái này ta chạy á các bạn. Chạy dưới sông Vĩnh Long á. Hi, chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn ơi. Rất vui được gặp lại các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn ăn cái món cá chép hấp với cải xanh. Cá chép 3kg các bạn. 2kg mấy, gần 3kg nha. Yeah. Cho bỏ lửa trứng nè các bạn, bà xã làm rồi, ướp rồi đó các bạn. Ha, bà xã làm rồi ướp rồi ha, để cho nguyên cái chảo nè các bạn. Chảo cho bỏ lửa luôn, để lút ra ngoài luôn nè. Chào mọi người. Mình làm này là để mà mình để vô cá nè. Chuẩn bị trước, rồi giờ chút xíu mình ra đốt lửa. Rồi, chuẩn bị trước đây nè các bạn, nấm nè các bạn. Nấm rơm nhỏ nhỏ đó, nấm rơm rồi. Rồi chứ nấm nấm gì đó. Quá. Không biết nấm gì đó, dưa nấm đó các bạn. Rồi với cải xanh nè mọi người. Nha, với cải xanh rồi cái đi. Em ra bếp củi các bạn ơi. Hôm nay trời không có mưa, em ra bếp củi các bạn. Rồi các bạn ơi, bà chè đem ra ngoài đây rồi nè. Rồi, đem ra đây bếp củi. Trời, sắp đổ cơn mưa nhưng mà bà chè vẫn bắt lên bếp được mọi người ơi. Đây nha, bắt lên bếp, bếp lửa bập bùng đây. Bếp củi huyền thoại cái tấm chè đấy các bạn. Mình đẩy cho nó chín chín chút rồi mình mới đẩy vô đồ cho được. Rồi. Mình đẩy lại nha mọi người. Đẩy đi các bạn, ha, đẩy hầm lại đi. Giống như mình nấu cho mình chưng cho nó chín đi mọi người. Nha, chín đi rồi cái mình hãy để đồ vô. Sao không em? Đau dở rồi, cà thử coi. Chưa sôi các bạn ơi. À, tại củi các bạn biết sao không? Mưa quá trời mưa rồi củi. Củi thì hơi ướt đó, nước sôi rồi đó các bạn. Rồi hồi nữa mình để rau củ sau nghe các bạn, hồi mình chở qua rồi mình để rau củ sau các bạn. Cả quả trời trứng luôn nè mọi người, cho các bạn xem trứng nữa nè. Ồ, trứng chà bá lửa luôn các bạn ơi, bụng bự hơn bụng chè đó. Đây nghe các bạn, đã lắm. Mình để riêu riêu cho nó chín rồi nó bự quá. Đó bây giờ mình bữa nay mình hấp ăn cái này cho chưa cơm luôn mọi người. Không sao các bạn nha, hơi cháy nhưng mà không đến đổi, không nên đổi mọi người ơi, chừng nóng nha, lửa từ từ thôi các bạn ơi. Rồi đây hầm lại. Cái gần chín rồi các bạn ơi, giờ để rau cho nghe mọi người, để rau cho nấm cho nghe mọi người. Trứng móc ra đó các bạn, sợ nó không có chín đó các bạn, hút ra để ngoài. Rồi giờ mình để rau với nấm với củ hành vô các bạn, củ hành nè. Đó, rồi. Nấm nha mọi người,
Nấm nó mọi người ơi. Rồi chút xíu là dỡ ra là chín rồi, cá đã chín rồi các bạn. Nãy giờ không dám để ra sợ ruột gục các bạn. Nghe các bạn nha. Trời ơi. Ôi quá mặn các bạn ơi. Trời không quá mặn cả. Rồi bây giờ mình lại gắp cá trước các bạn. Xảy cá trước. Cua tuấn, cua chấm. Ôi nó trứng này mọi người. Nè trứng này mọi người. Trứng này nè. Quá cỡ trứng này. Chứ nào chưa cameraman hết con. Trứng quá trời. Trứng lắm mọi người. Quá mặn các bạn ơi. Đây, rồi bữa nay no các bạn ơi, khỏi ăn mồi luôn. Này khỏi ăn cơm luôn. Cơm. Cơm gì ăn gì hết. Cơm. Rồi để em ra ông bên luôn rồi. Rồi chút hết luôn em ơi, nước em anh ăn nữa. Hết luôn. Hết luôn các bạn ơi. Ồ. Thôi. Xong. Này là các bạn. Thấy không các bạn, con cá cả ba luôn. Ôi giời. Dạ. Dạ, mình làm món con món cá chín rồi mọi người. Cá chín rồi các bạn. Đây là bữa nay khỏi ăn cơm các bạn ơi, nhiều quá rồi nhiều. Ngày chế nước mắm nè mọi người. Này ba phát. Rồi. Bây giờ mình ngon lắm các bạn, thấy thơm, thơm quá các bạn. Mới ơi, chấm mới con à, chấm. Thịt của nó ngọt cực kỳ các bạn. Đó, chấm, chuẩn. Cái da của nó các bạn, cái dãy của nó rất là giòn, dễ giòn lắm các bạn. Mềm á, thơm nó ngọt, dễ được các bạn. Đã, cái dép này 2 kg mấy lần mọi người. Trứng dẻo quá các bạn, ăn miếng rau vô. Cái xanh ngon lắm các bạn, ngọt khủng khiếp. Cái này ra nhà hàng biết nhiêu tiền. Ngon. Cho cameraman nè, mấy cái cục trứng nè các bạn, mấy trứng. Quá cỡ các bạn. Rồi trứng nè. À. Trứng được bạn. Cực kỳ. Như dao. Như cá. Dao. Bá phát các bạn. Trứng nè các bạn. Cực kỳ ngon. Trứng dẻ nè, béo. Đây. Đây. Không để đây cho nóng mà, gấp ra. Caramel nè. Caramel để cho nóng các bạn. Mới đem ra các bạn, nó hỏi luôn. Ôi ôi chùm ơi, cho nè. Nghe cho em chùm miếng các bạn ơi. Tội nghiệp lắm. Nghe cho em nè. Rồi cho em tin nè. Đó. Chùm làm hết rồi. Cho chùm được không? Có bút được không? Chùm nó nhầm thấy sợ luôn á. Tao ai không có mực cử. Đậu ăn rất là ngon nha các bạn. Mọi người cứng ăn cái đậu đó con. Ai cười cho cameraman cái đậu của bạn. Rồi cái chép là tuyệt vời. Thôi để đây. Trùng cuốn. Trứng đã. Trời ơi, ok.
Ừ. Cho cô tên nè, cô tên. Nhưng mà cô cho mang hết ra đây, cô tốn nè con. Củ hành nè các bạn, ngọt á. Củ hành nè các bạn. Ngọt cực kỳ. Núm rơm nè mọi người. Ngọt cực kỳ ngọt. Làm trái luôn bất cả. Thật bất ngọt cực kỳ ngọt. Dễ cho nha. Thịt nó dẻ mà nó ngọt. Dẻ nhưng mà mềm nữa các bạn. Đó. Cái này ta chạy á các bạn. Chạy dưới sông Vĩnh Long á. Trứng ngọt hẹp. Nhưng mà ta bán có 50 ngàn ký thôi. Rất là rẻ. Bữa nó sao hơn lắm. Hay là hơi gặp đó các bạn. Ủa, nè, lên chơi rồi, lên ghế rồi, cho lên ghế. Nè, đuôi nè. Ghế rồi, nè. Cho con gái miếng nè, đứa con miếng vậy đó các bạn. Giờ mới ăn được chút rồi. Bụng luôn. Đó, các bạn ơi nè. Các bạn xem mà bạc cầu ô trứng trong cái bụng này các bạn. Quá cỡ cá trứng. Ngon lắm mọi người. Món cá chép không các bạn? Để ăn. Món các bạn. Nhà không ăn, trong trà sữa luôn. Mời tất cả các bạn nha. Xuống. Bốn mọi người. Giò. Hết ý. Còn mình đói bụng đời này bắt qua phim cho em nói các bạn. Cái này mà làm phần mềm lúc 6 giờ chiều mà chưa ăn cơm là xỉu. Ngon. Ngon quá các bạn. Nó cái dãy nha cũng ngon mà. Cô lên coi ăn không mà sao coi em cũng vậy. Cá hấp này đi tới luôn kìa. Đưa tới miệng không ăn. Ủa? Trời ơi nè, con trai chân của cha nè. Sao cô tổn bên này nè bạn. Cô tuôn đây nè bạn. Cô tuôn nè. Đây. Ngon quá mọi người. Cực kỳ ngon. Làm miếng rau luôn. Ủa? Lúc mà nhà này thì nhà rau, không có rau rồi. Không có rau thì nhiều cá quá ngán nghe mọi người. Rau. Cực kỳ các bạn ơi. Cực kỳ, cái chép thì ngon, ngon nhất là cái đầu, nó nhì là cái trứng các bạn. Đây, cái cameraman đây các bạn, đây, cameraman chơm cái đầu đây các bạn. Cái đầu đây, dâm cái đầu bự đó, đó. Cái đầu bự này các bạn, à, cái đầu cái chép, bằng kia luôn. Đầu chép là thấy gần hơn nửa ký đây các bạn. Rồi đâm trứng các bạn. Thấy anh đâm chè cho bà chè ăn biết nhiêu luôn, ăn trứng nha. Thôi em đâu rồi. Ăn trứng biết nhiêu luôn mà còn. Đó, trưa này trưa cameraman đấy các bạn. Ngon. Hết sấy con mà vậy. Hết sấy nha.
Cũng cứng ăn luôn hay là hồi ăn con? Hồi ăn vậy cho để vô cái tô ha. Ngâm ngủ rồi sao? Cái đỏ. Cái ăn vui không được. Thành. No quá mọi người ơi. Món này là bảo bạn nó ngọt các bạn. Cái hai là cái trứng đó, các bạn ngon. Cái ba là cái đầu. Còn nhưng mà mình muốn để dành cho cái caramel ăn thôi. Rồi thịt nó thì ngọt mà nhưng mà dai nha các bạn. Để cá xong các bạn. Rau củ này á là số dách rồi, nước nữa. Siêu ngọt luôn. Vì vậy là cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha các bạn. Tâm trạng với Long và bà xã. Bye bye. Xin kính chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại sau.